Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Công viên khủng long. Để mọi mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like và subscribe cho kênh của mình nha. Thì trong tập ngày hôm nay, mình sẽ tiến hành hồi sinh một trong những em sinh vật tiền sử mới bị tuyệt chủng cách đây không lâu đó bạn ạ. Đó chính là em ngựa vằn quắc ga nha. Đây là một loại ngựa rất là đặc biệt luôn nè. Vì thịt và da nó rất có giá trị á, nên là cái bọn này nó đã bị tuyệt chủng rồi. Trời ơi, khá là đáng buồn luôn. Do săn bắt quá mức đó các bạn ạ. Bên đây không có sữa nè. Chúng ta sẽ cho nó vào hết mấy cái thùng cái ghép anh em ạ. Nãy giờ thì mình đang chờ shifter nó có được hai cái. Lên ba cái Dominican Ember luôn rồi nè. Trời ơi, quá đã anh em ạ. Có vẻ là như cái việc sàng lọc cát á, nó sẽ cho mình nhiều Dominican Ember hơn đó. Wow, khá là xịn anh em ơi. Ba cái rồi. Với mấy cái Dominican Ember này, chúng ta có thể tạo ra mấy cái Aquatic Scarab Game để mà thu phục những con quái vật khác ở dưới nước như là Mosasaurus nè, Sakarochus và Spinosaurus nha các bạn. Ok. Ở đây mình có bắt thêm 4 con ngựa rồi nè. Trời ơi, mình đã cột dây nó hết rồi. Đó, đừng hòng mà thoát nha mấy con. 4 con ngựa tương đương với 4 cái DNA nha anh em. Phải là ngựa mới được nha, chứ heo với bò thì chúng ta không có thể tìm được cái loại embryo vào. Đúng, con ngựa nó mới chịu đó anh em ạ. Rồi, ở đây thì mình sẽ xây cái chuồng của cái bọn quắc ga luôn nha. Nó sẽ cách cái chuồng của Dudu 10 ô nha anh em. Cái bọn quắc ga này á, nó sẽ không có cái khả năng mà phá chuồng được, nên chúng ta có thể rất là yên tâm luôn. Mình sẽ xây cái chuồng với cái diện tích là 35x35 nha. Vừa phải thôi, chứ không có to quá thì nó lại phí anh em ạ. Đó, mình sẽ kéo ra nhanh luôn. Ôi ôi, xa xa chúng ta thấy được mấy con Brachiosaurus kìa. Quá xịn luôn. Rồi, đập cái block này đi. Xây bị lợt là chết tôi luôn đó. Rồi, mình sẽ kéo ra tiếp tục. 34 ô nữa. Tại vì mình có một ô sẵn rồi anh em ạ. Quá xịn, quá xịn. Kéo ra ngoài này. Rồi, mình sẽ kéo tiếp hai mặt còn lại nha anh em. 34 ô nữa. Vừa đủ luôn nè. Wow, xịn nha. Kéo qua bên đây anh em ơi. Đó, và còn cái mặt cuối cùng chúng ta cũng sẽ làm nhanh thôi. Wow, nhìn nó khá là lệch với cái chuồng của bọn Dudu ha. Tại vì bọn Dudu nó ở cái chuồng nhỏ anh em ạ. Ok, rang hôm nay rồi. Bây giờ mình sẽ lên 9 ô nữa. Mình sẽ xây cái chuồng này với cái chiều cao là 10 ô luôn nha anh em. Và chúng ta sẽ khóa lại như thế này. Ok, mình sẽ xây nhanh luôn nha. Đã ốp xong cái phần mái rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành xây luôn cái khung cho cái chuồng này luôn nha anh em. Mình sẽ xây mấy khung bằng stone brick luôn nha. Ok, để mình chuẩn bị hết mấy cái iron wall cái đã. Rồi. Hy vọng là nó sẽ đủ. Sẽ đủ cái số stone brick anh em ạ. Đó.
Ở đây thì mình sẽ kéo mỗi mặt là 3 ô nha. Chỉnh lại hàng dọc, kéo ra 3 ô. Đó, bên đây cũng ra 3 ô luôn nha các bạn. Rồi, xong được một mặt rồi nè. Một góc chứ. Chúng ta sẽ cố làm 4 góc luôn nha, cho nó xong cho nó nhanh. Đây, bên đây cũng ra 3 ô luôn nha các bạn. Và bên đây cũng thế luôn nha. Đó, qua bên đây chúng ta lại tiếp tục. Trời ơi. Đó, kéo lên, tiếp tục ra 3 ô. Và bên đây cũng vậy luôn nha. À, và đây là cái mặt cuối cùng anh em ạ. Mình đã có cái cột sẵn rồi nè, bây giờ mình chỉ cần kéo ra thôi. À, bên đây cũng vậy. Rồi, xong rồi nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành xây cái phần cửa. Ồ, để chúng ta có thể dễ dàng ra vào cái chuồng anh em ạ. À, chỗ này đúng không ta? Chắc chúng ta lại phải cân đo đong đếm rồi. Chắc mình sẽ đo mỗi bên là 10 ô trước đi. Bên đây là 10 ô. Rồi, đủ 10 rồi nè. Chúng ta sẽ đặt mấy cái ô còn lại ra. Bên đây cũng vậy, 10 ô luôn nha các bạn. Rồi. Đó. Bây giờ chúng ta lại cân bằng lại thôi. Rồi, đúng cái chỗ này rồi nè. Mình sẽ xây cái cửa chỗ này luôn nha anh em. Và chúng ta sẽ sử dụng mấy cái piston bằng đá thôi. Không có bằng sắt như cái chuồng của bọn Ceratosaurus lần trước đâu anh em ạ. Hào lắm. Đây, piston bằng đá thôi. Ok, để mình gắn lẹ luôn nè. Bốn cái nút đó, bằng đá hết luôn nha. Và bây giờ mình sẽ chế tạo luôn một cái cửa bằng sắt anh em ạ. Mình không có thích dùng cửa gỗ, tại vì mình ghét cái chế độ đóng mở của nó anh em ạ. Kích bằng tay á, mình không có thích như vậy. Rồi, bây giờ mình sẽ di chuyển luôn. Cái bọn ngựa này vô nha anh em. Di chuyển tụi nó vô trong chuồng liền. Đây, trước tiên là đặt hai cái hàng rào ở đây trước rồi đã. Đây, chúng ta sẽ tiến hành tháo dây. Tháo dây cho bọn nó. Ta-da! Đó, hai con đã được giải phóng rồi anh em ạ. Đây, hai con này đúng không? Hay da. Không phải anh em ạ. Khá là rối rắm rồi. Đâu rồi, đâu rồi? Một con nữa. À, như cái con kia anh em ạ. À, không phải con này hả? Con này phải không? Không phải luôn, phải là con này rồi. Ôi ôi, làm tôi tìm muốn chết luôn à. Kéo vô trong đây. Và chúng ta sẽ trói nó lại. Đó. Bên đây cũng vậy nha anh em. Mình sẽ tiếp tục. Hai con này tính chạy đi đâu hả? Rồi, kéo nó vô trong luôn anh em ơi. Bốn con ngựa. Đó, rồi. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành ốp mấy cái kính cường lực vô luôn nha các bạn. Tại vì kính cường lực á, nó khá là trong suốt anh em ạ. Quá trong suốt luôn, chúng ta có thể nhìn từ bên ngoài được. Chứ mấy loại kính khác thì không đâu. Mình sẽ làm nhanh luôn nha anh em.
sau khi up xong Glowton thì mình cũng đã có xong một cái chuồng hòn chảnh rồi anh em ạ. Bây giờ mình sẽ tiến hành đó, trồng cây anh em ơi. Trồng mấy cây cổ sồi sẫm màu đây nè. Ôi ôi, tiếp tục một cây nữa ở đây đi. Đó, chúng ta đã có được 3 cây rồi nè. Thì cái bọn ngựa quốc gia này nó sẽ sống ở mấy cái vùng như là Nam Phi anh em ạ. Đó, cái vùng đồng bằng khá là thô sơ. Đó, nên là mình sẽ chọn những loại cây thích hợp cái đã. Cho thử mấy cây bạch dương vô trong đây đi. Ở đây thì chúng ta sẽ chọn những cây thích hợp như là Acacia nè. Mình cho mấy cây bạch dương với mấy cây gỗ sồi vô. Thử nó xem sao. Nhưng mà thấy nó cũng không có hợp lắm anh em ạ. Acacia nó mới hợp với cái vùng Savanna anh em ạ. Những cái vùng đồng cỏ. Rồi. Và một cây nữa đây. Và mình sẽ tiến hành bón luôn nha. Cho cỏ nó dồi dào cái đã. Wow, khá là drop FPS nha. Ôi ôi. Rồi, còn nữa không? Để mình lấy thêm bột xương ra nào. Ở đây. Và ở đây, rồi, có vẻ là được rồi đó các bạn ơi. Ôi ôi. Nãy giờ thì mấy cái embryo nó đã xong rồi nè. Chúng ta đã có 4 cái quốc gia embryo nha. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành đi ra ngoài này và tìm cho mấy con ngựa các bạn ơi. Tìm cho nó. Ủa, sao tìm không được vậy? Nó vẫn xịt cái khói đen đen lên nhưng mà tìm không được các bạn à. Chúng ta không có thể coi được bằng Dinopedia luôn. Wow. What? Tìm cho con này. Ủa, không có con nào tìm được hết các bạn ơi. À, tại vì mấy con này là mấy con ngựa hoang dã thuộc cái mod khác anh em à. Ôi ôi. Nãy giờ thì mình có đi bắt hết 4 con ngựa của cái Minecraft các bạn à. Mấy con ngựa kia là của mod MO Creator các bạn ơi. Một cái mod khác mà mình thêm vô đó. Ôi ôi, hàng chi. Đây, chúng ta có đủ 4 con ngựa và một con lừa anh em ạ. Một con Donkey. Donkey. Đó. Giờ mình sẽ team vô. Đó. Đâu rồi, con ngựa đâu rồi? Đây. Ngựa của Minecraft thì mới được nha. Ngựa của mod khác thì không được đâu nha các bạn. Khá là khó khăn luôn. Đây, nó đang bắt đầu biến đổi rồi nè. Bây giờ mình sẽ tiến hành cởi con ngựa này thử đi anh em ơi. Chúng ta sẽ cố gắng cởi nó. Trong khi thời gian chờ thì chúng ta sẽ cởi nó thôi. Wow, con này khá là cứng đầu ha. Wow, thuần hóa con ngựa có vẻ khá là khó anh em ơi. Chờ một xíu. Được rồi nè. Quá xịn luôn. Sau khi thuần hóa chúng ta có thể cho mấy cái set đồ nè. Mấy cái yên lên cũng như là cái bộ giáp luôn. Nhìn đã chứ. Cái yên với mấy cái bộ giáp này chúng ta không có thể chế tạo được nha các bạn. Chúng ta phải đi tìm ở những cái kiến trúc khác của Minecraft như là kim tự tháp nè, những cái lâu những cái pháo đài ở dưới địa ngục đồ nữa. Dưới đây thì mình có một cái crafting set đồ, những cái yên ngựa có thể ráp được. Nhưng mà những cái yên ngựa này là của cái mod khác. Đó, cái mod MO Creator nha các bạn. Dùng để cho những con ngựa của cái mod đó thôi. Đó, mình có thể cho nó lên như thế này được nè. Và tiến hành thuần phục nó. Ôi ôi. Con ngựa này thì nó nhảy hơn mấy con ngựa của Minecraft bạn ơi. Nhìn nè. Nó không chịu mình lên nó nhảy nè. Ôi ôi. Đâu rồi. Để mình coi thử. Wow, 94% rồi các bạn ơi. Quá trình biến đổi này nó rất là lâu luôn nha anh em. Lâu hơn là cái quá trình trứng nó nở á. Trời ơi, chúng ta sẽ cố gắng chờ một xíu anh em ơi. Bao nhiêu rồi? 97 rồi anh em ạ. Wow, khá là xịn đây. 3% nữa thôi. Cố gắng lên. Khi đó thì chúng ta sẽ cố gắng để thu phục cái con ngựa này cái đã. Wow. Và nó đã nở ra rồi kìa. À, chính xác là nó nhân bản rồi chứ. Đây là con quốc gia nha các bạn. Và nó sẽ không ăn, không uống gì cả. Cái game này nó vậy á. Nó không ăn, không uống gì luôn. Và chúng ta có thể đọc một số thông tin nè. Đó, nó sống ở cái vùng Nam Phi nha anh em. Đây, bên đây nó có thêm một con quốc gia nữa nè. Hai con rồi, để mình kiếm thêm hai con nữa đi. Wow.
nó không thể uống nước cốt gà được luôn. Wow, con này không ăn không uống luôn hả ta? Có vẻ nuôi nó sẽ đỡ tốn hơn em à. Ồ, bên đây là hai con quắc gà còn lại nè. Quá xịn luôn nha. Ok. Đây, mình đang cố thuần phục cái con lừa này anh em ạ. Con donkey gì nè. Trời ơi, cứng đầu vãi chưởng. Tôi không tin là tôi không thể thuần phục được cái con lừa này. Ồ, ồ, hình như mình thuần phục được nó rồi các bạn ơi. Để mình qua bên kia mình lấy cái yên ngựa với lại cái giáp cái đã. Để coi thử khi ngồi trên cái con lừa này chúng ta sẽ đeo được cái gì nha. À, chỉ đeo được cái đi yên ngựa thôi các bạn à. Chúng ta có thể cởi được nè. Wow, cởi lừa anh em ạ. Đó, nhìn hấp dẫn chứ. Wow, xịn 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 nha. Thì mình sẽ cho mấy con quắc gà các bạn à. Nó sống chung với mấy con ngựa của Minecraft cũng như là mấy con ngựa của mod MO Creator luôn nha. Cho sống hết. Nguyên một cái chuồng ngựa luôn nha anh em. Rồi để mình cố gắng mình thuộc phục cái con ngựa này coi. Wow, con này nó cứ nhảy tưng tưng nè. Lì quá vậy. Wow, nhảy tưng 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 tưng. Ui, nó đá mình xuống rồi các bạn à. Sợ vãi chưởng. Ui, nó lại đá mình xuống nữa rồi. Chúng ta đã thu phục được nó rồi nè. Và chúng ta thể đặt tên cho nó được nè. Đây nè, mình sẽ đặt tên là Horse 1 đi. Có thể dễ dàng cởi được anh em ơi. Quá đã luôn. Ôi ôi, con như tuyệt vời hơn nữa. Thì mình nghe nói là những con ngựa này nó nhảy cao hơn những con ngựa ở Minecraft các bạn à. Đó là nhóm tác giả nói như vậy. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành cung cấp cho các bạn một vài cái thông tin về cái em ngựa vàng quắc gà nha. Bốn em ngựa mà mình đã hồi sinh đó. Đó là một vài cái thông tin về em ngựa vàng quắc gà cũng như là nguyên nhân mà chúng nó bị tuyệt chủng nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu thấy đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming và nhấn chia sẻ cũng như là comment ý kiến của các bạn ở phía bên dưới video này nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.